Trong những ngày gần đây, mối quan tâm của Bayern Munich và Harry Kane càng ngày càng rõ ràng hơn. Thomas Tuchel rõ ràng là muốn đương kim vô địch nước Đức phải mang được chân sút của Tottenham về trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, câu chuyện phí chuyển nhượng đang khiến hai đội có chút khúc mắc. Thế nhưng, có một câu hỏi được cổ động viên hùng sám đặt ra là liệu họ có đúng khi mua Kane và anh ta sẽ mang lại lợi ích lẫn rủi ro gì cho đội bóng này? Thôi thì ngày hôm nay, hãy cùng với người sát Iron Man đi tìm từ câu trả lời nhé. Tin đồn chuyển nhượng. Cách đây một tháng, khi được hỏi khả năng Bayern ký hợp đồng với Kane vào mùa hè này, Hoeneß đã xác nhận, đồng thời vạch ra chiến lược câu lạc bộ đang sử dụng để hoàn thành mục tiêu. Ông nói, Bayern tự tin đưa đội trưởng đội tuyển Anh đến với Đức, với việc các thành viên trong ban lãnh đạo của nhà vô địch Bundesliga thường xuyên giữ liên lạc với Kane. Tuy nhiên, dù đã nhận được cam kết từ Kane, ông cũng thừa nhận rằng Bayern vẫn chưa đáp ứng được mức giá yêu cầu của chủ tịch Daniel Levy. Hoeneß chia sẻ trên tờ Kicker, cậu ấy đã thông báo rõ ràng về quyết định của mình, và nếu mọi chuyện vẫn như vậy, chúng tôi sẽ có được cậu ấy. Levy rất thông minh, trước tiên chúng tôi phải yêu cầu ông ấy đưa ra mức giá. Ông ấy đang trì hoãn, một người chuyên nghiệp tuyệt vời. Tôi đánh giá cao ông ấy, nhưng mặt khác chúng tôi không phải là những người chỉ bắt tay vào công việc này từ hôm qua. Cậu ấy muốn thi đấu ở đội trường châu Âu. Tottenham sẽ không có ở đó vào mùa giải tới, không như đội bóng của chúng tôi. Bây giờ cậu ấy có một cơ hội khác để đến với một câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu. Điều chúng tôi thực sự thích ở Kane là các cố vấn của cậu ấy, chính là cha và anh trai, những người rất dễ chịu. Cho đến nay, họ luôn giữ đúng những gì họ đã hứa, và nếu vẫn diễn biến như vậy thì không sao cả. Thế nhưng sau gần tháng ấy, mọi thứ vẫn đang trì trệ và Bayern đã phải ra tối hậu thư cho đội bóng đến từ nước Anh, nhằm hối thúc họ trong việc có bán Kane hay không để đội bóng nước Đức còn biết. Qua đó, tính các phương án mua sắm khác trên thị trường chuyển nhượng hè năm nay. Lời đề nghị mới nhất của Bayern dành cho Tottenham là 80 triệu bảng chưa tính phụ phí. Phía đương kim vô địch Bundesliga muốn Tottenham trả lời trong vòng 24 giờ, tính từ thời điểm gửi mức giá ngày 3 tháng 8 giờ Việt Nam. Tuy nhiên, có vẻ cả Bayern và Tottenham đều đang miễn cưỡng kéo dài thêm thời gian đàm phán. Trong trận giao hữu gần nhất của gà trống, các cổ động viên đội bóng Bắc London trên khán đài đã liên tục kêu gọi Harry Kane ở lại. Bayern muốn có Kane và điều ngược lại cũng đúng. Cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ sẽ không kéo dài đến vậy nếu Kane không muốn chuyển đến hùng xám. Lý do bởi Tottenham không muốn nhả người. Nếu Kane không chịu đi, cánh cửa liên lạc của Bayern đến Tottenham Stadium cũng sẽ đóng lại ngay lập tức. Thứ hai tuần trước, ngày 31 tháng 7, hai bên đã gặp nhau vào khoảng giá chênh lệch là 25 triệu bảng. Giờ đây, hùng xám đã trả đúng những gì gà trống muốn và cần bên đối tác chốt sớm bởi Bundesliga mùa giải tới, chỉ còn đúng 2 tuần nữa sẽ khởi tranh. Lương của Kane tại Allianz Arena cũng được định sẵn, khoảng 25 triệu bảng một mùa, tương đương 480.000 bảng một tuần, cao hơn gấp đôi những gì tiền đạo 30 tuổi đang nhận được tại Tottenham. Khả năng tối hậu thư của Bayern có thể tác động đến Daniel Levy là rất thấp nếu nhìn vào phong thái chuyển nhượng của tỷ phú người Anh. Không loại trừ khả năng sau khi xem xét đơn đề nghị của Bayern, Levy sẽ ngầm đến thời điểm cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, hòng có được mức giá cao nhất. Về lợi ích của thương vụ, trên thế giới lúc này, bạn tìm đâu ra một mẫu trung phong toàn diện như Kane, nhất là ở khâu hỗ trợ lối chơi. Mình tự tin khẳng định rằng tiền đạo thuộc biên chế Tottenham là người giỏi nhất trong khoản hỗ trợ tấn công lẫn hy sinh cho đồng đội. Song anh vẫn biết cách để bản thân tỏa sáng, vẫn trở thành một chân sút năm nào cũng cạnh tranh vô phá lưới ở giải đấu số 1 thế giới như Hoàng Anh. Với việc bàn thắng và kiến tạo của Harry Kane mùa nào cũng phải trên 25, thì việc chân sút này được Bayern của Thomas Tuchel ngắm đến là điều dễ hiểu, khi anh sẽ mang lại thứ mà hùng xám thiếu kể từ khi Robert Lewandowski ra đi ở mùa hè năm ngoái. Lợi ích thứ hai có thể nhắc đến ở thương vụ này đến từ việc lối chơi của Tuchel cần một mẫu tiền đạo toàn diện như Kane. Anh sẽ chịu khó lùi sâu hơn, khi ấy khoảng trống cho hai tiền đạo cánh như Sané hay Coman sẽ được tận dụng tối đa. Họ có tốc độ, lẫn khả năng di chuyển cầu bóng tốt, và với khả năng chuyền bóng thượng hạng của mình, tiền đạo người Anh sẽ ngay lập tức thực hiện một đường chuyền phát động phản công ngay khi giành được bóng. Ngoài ra, việc Kane lùi sâu sẽ giúp cho Kimmich giảm tải phần nào áp lực triển khai bóng từ phần sân nhà lên đến 1/3 cuối sân. Tiền vệ này sẽ có nhiều thời gian hơn để chia bài, đồng thời là quan sát bao sân để tìm ra thêm phương án chuyền bóng sau khi nhận lại nó từ đồng đội. Những đóng góp của Kane trong sơ đồ chiến thuật của Tuchel sẽ hiện hữu rõ nhất khi anh xuất hiện trong đội hình của hùng xám mùa giải năm sau. Lúc đó, những gì tốt đẹp nhất của tiền đạo 30 tuổi sẽ được chúng ta chiêm ngưỡng một cách hoàn hảo. Pep đã từng khen Kane thế này trong trận thua của Man City trước Tottenham mùa giải 21-22. Hôm nay, cậu ấy không cần thiết phải thể hiện mình, những bàn thắng mà cậu ấy ghi được và phẩm chất của mình với trái bóng. Cả nước Anh đều biết điều đó. Tottenham có rất nhiều cầu thủ chất lượng, họ chuyền bóng cho Harry Kane, họ thực sự giỏi ở hàng công. Trong hiệp 1, họ có bàn thắng và không có gì nữa. Trong hiệp 2, họ có một phát tấn công với Harry Kane là người khởi đầu và họ ghi bàn. Chúng tôi cố gắng ghi bàn nhưng đã để thủng lưới trong phút giờ. Thật khó khăn khi phòng thủ quá sâu. Chúng tôi đã có cơ hội đến, rất tiếc là chúng tôi không thể ghi bàn. Họ đã tận dụng tốt cơ hội,
Họ có Kane, Son và Kulusevski. Chúng tôi đã không thể phòng thủ tốt trước những quả tạt của họ. Và với những lợi ích gần như là rõ rệt trên thì chúng ta cần nói đến các rủi ro của thương vụ. Vấn đề là như đã thấy qua thời gian, Kane cũng đã thay đổi. Mua một cầu thủ ở tuổi 30 thì kỳ vọng anh ta tạo ra sự bùng nổ, đó là một canh bạc. Trong số các tiền đạo chuyển câu lạc bộ ở tuổi 30 thì trường hợp thành công rực rỡ duy nhất là Ibrahimovic khi anh gia nhập PSG, nơi mà anh đã tạo ra sự thống trị tuyệt đối trong 4 mùa giải liên tiếp. Và một cầu thủ khác cũng đáng quan tâm đó là Lewandowski khi chỉ mới khoác áo Barcelona một mùa giải, nhưng anh đã ngay lập tức trở thành vua phá lưới của La Liga và cùng đội bóng này giành chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 2019. Batistuta tại Roma cũng là trường hợp tương tự. Ông đã ghi 19 bàn thắng không tính penalty và giúp cho AS Roma giành được Scudetto đầu tiên và cũng là cuối cùng kể từ đầu những năm 1980. Trong mùa giải tiếp theo, huyền thoại người Argentina chỉ ghi được 9 bàn không phải penalty và ra đi vào giữa mùa giải sau đó. Trong khi đó, một trường hợp khác là Milito đã có 18 pha lập công không penalty ở Serie A mùa 2009-2010 và chính là người đã mang về chiến thắng cho Inter trong trận chung kết UEFA Champions League năm 2010, qua đó giúp họ hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Nhưng mùa sau đó, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn không phải penalty. Ngoài ra, đó còn là vấn đề thích nghi, song theo mình thì đây không phải là rủi ro lớn khi khả năng phòng thủ của các hậu vệ Bundesliga có thể miêu tả là ngủ trong phòng thu, nên Kane hoàn toàn có thể thích ứng nhanh dù rằng cũng cần mất chút thời gian. Không khó để nhận thấy mục đích Bayern Munich theo đuổi Kane chủ yếu là về nâng cấp sức mạnh cạnh tranh ở Champions League. Họ chẳng thể vượt qua nổi vòng tứ kết kể từ khi vô địch phiên bản rút gọn của giải đấu này vì Covid-19 vào năm 2020. Đội chủ sân Allianz Arena thực sự trông đợi Kane sẽ giúp họ chinh phục 7 trận đấu cần phải vượt qua giai đoạn loại trực tiếp của Champions League nếu muốn lên ngôi vô địch. Bayern Munich là ông lớn ở châu Âu, nhưng một đội mạnh thì khác với một đội có sức mạnh vô địch. Ở Champions League, gần như hoàn hảo mà Man City vẫn phải vô cùng vất vả mới thắng danh hiệu này lần đầu mùa trước. Một trong những lý do khiến Bayern Munich không còn mang dáng vẻ đáng sợ của Real hay Man City đó là họ ở vùng an toàn Bundesliga quá lâu. Họ không đủ sự đặc sắc, thiếu một sức mạnh có tính quốc tế trên hàng công. Thật ra, họ cần Harry Kane nhiều hơn Kane cần họ, dù về thực tế, cả hai đều phải tự làm mới mình trước khi già nua thực sự.